thì chúng ta sẽ cùng đi vào hệ thống lại cái khối lượng kiến thức của toàn bộ cái phần lịch sử thế giới lớp 12. Đấy. Thì chúng ta đi vào tìm hiểu ha. Và các em lưu ý là cái phần lịch sử thế giới hiện đại lớp 12 á, nó trong sách giáo khoa nó cấu trúc thành 11 bài, từ bài 1 đến bài 11. Và đây là một cái giai đoạn lịch sử mặc dù thời gian không dài, tuy nhiên nó lại nằm ở cái giai đoạn hiện đại, cho nên nó có rất nhiều những cái sự kiện nó đang xen chồng chéo lẫn nhau. Đấy, và trong cái cấu trúc của đề thi tốt nghiệp đại học ở bộ môn này những năm vừa qua, vâng, thì thì cái phần lịch sử thế giới này, tức là trong cái cấu trúc đề thì phần lịch sử thế giới thường chiếm khoảng 12 câu, tức là 3 điểm. Đấy. Và thầy cũng lưu ý là các bạn đã học sang cái phần lịch sử Việt Nam đến hết giai đoạn chống Pháp 1954 rồi, thì các bạn thấy là cái phần lịch sử thế giới á, cái nội dung kiến thức của nó tương đối ngắn, và các câu hỏi ở phần lịch sử thế giới cơ bản nó nằm ở cái đòi hỏi ở biết, thông hiểu và vận dụng thấp thôi. Thành ra đây chính là cái phần mà chúng ta có thể lấy điểm một cách dễ dàng. Đấy. Và để chúng ta có được cái điểm tốt thì trong cái chuyên đề phần ôn tập phần lịch sử thế giới á, các bạn cố gắng chú ý để thầy cho chúng ta cùng trao đổi cái buổi hôm nay. Vâng, phần lịch sử thế giới hiện đại cơ bản nó có hai cái nội dung trọng tâm, đó là thứ nhất là những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 cho đến hết chiến tranh lạnh vào tháng 12 năm 1989 tại đảo Manta của Địa Trung Hải, nguyên thủ của hai siêu cường Xô Viết đã chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Như vậy ở cái nội dung thứ nhất á, chúng ta sẽ tìm hiểu những sự kiện của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tức là từ sau năm 1945 cho đến khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Cái giai đoạn thứ hai là lịch sử thế giới từ sau chiến tranh lạnh cho đến năm 2000. Đấy. Thì chúng ta lưu ý nó gồm có hai cái nội dung như vậy. Vâng, đây là cái sơ đồ về cái việc phân kỳ lịch sử. Đấy, từ 1945 đến 1989 là giai đoạn trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh, và từ năm 1989 đến 2000 là cái tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh. Thầy giới thiệu cho em một cái sơ đồ tư duy. Đây là cái sơ đồ mang tính khái quát toàn bộ nội dung của phần lịch sử thế giới hiện đại. Vâng, những nội dung của phần lịch sử thế giới các em thấy là nó gồm có 6 cái chủ đề nhỏ. Chuyên đề này nó gồm 6 chủ đề nhỏ. Thứ nhất là trật tự hai cực Yên Ta đã được xác lập như thế nào. Đấy. Các em quan sát hình ảnh. Đây chính là cái hình ảnh về hội nghị Yên Ta. Các em còn nhớ là hội nghị Yên Ta thì Yên Ta là một cái địa danh thuộc Liên Xô cũ, nơi diễn ra cái hội nghị của ba cường quốc thắng trận trong phe đồng minh, gồm có Liên Xô Mỹ Anh. Các em cũng lưu ý là trong những năm vừa qua thì trong các cái đề trắc nghiệm của bộ, người ta ở môn sử người ta mới chỉ dùng cái hình thức đó là trắc nghiệm bằng câu hỏi chọn lựa có nhiều đáp án. Người ta hỏi cái gì đó và người ta đưa ra 4 đáp án A, B, C, D. Nhưng mà còn nhiều hình thức khác, và trong đó có cái hình thức là trắc nghiệm bằng cái hình ảnh trực quan. Thế thầy nói ví dụ năm nay người ta có thể đưa vào, người ta chụp, người ta thu gọn cái hình ảnh về cái hội nghị Yên Ta này. Sau đó người ta hỏi chúng ta, chẳng hạn người ta hỏi là cái hình ảnh này phản ánh sự kiện lịch sử nào chẳng hạn. Ví dụ như đáp án A là hội nghị San Francisco, đáp án B hội nghị Versailles vân vân, ở C là Yên Ta và D là hội nghị Paris gì đó. Thế thì các em thấy là đây chính là cái hình ảnh phản ánh cái hội nghị Yên Ta, và với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc. Cái vị ngồi đầu tiên bên tay trái đây mặc áo dài bạc bạc đây chính là Tổng thống Mỹ Roosevelt, và vị ngồi giữa ở đây chính là Thủ tướng Anh Churchill, và vị ngồi phía tay phải đây chính là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, đấy, ông Stalin ha. Và các em quan sát một chút ở trên cái lược đồ này để chúng ta nhắc nhớ lại một cái nội dung cơ bản về cái vấn đề phân chia phạm vi ảnh hưởng, phân chia phạm vi thế lực giữa các cường quốc tại hội nghị Yên Ta. Cái màu đỏ đây là tất cả
những cái vùng lãnh thổ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Đấy. Cái màu xanh này thì gọi là xanh xanh lá cây à? Vâng. Cái màu xanh này là tất cả những cái vùng lãnh thổ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và các nước tư bản phương Tây. Có những câu hỏi trắc nghiệm, thầy nói ví dụ như người ta có thể hỏi các bạn là Đông Đức, Đông Berlin, Đông Âu ấy, thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào chẳng hạn, thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào. Ở đây các em có một cái thủ thuật mà các em để ý nha, đôi khi chúng ta ghi nhớ một cách máy móc trong trường hợp này. Tất cả những cái vùng lãnh thổ mà liên quan đến phía Đông á, Đông Đức, Đông Âu, Đông Berlin thì thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, của khai sao chủ nghĩa. Ngược lại, tất cả những vùng lãnh thổ ở phía Tây gắn với chữ Tây, Tây Đức, Tây Âu, Tây Bắc Lên gì đó thì đều thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và một số nước tư bản Tây Âu. Tuy nhiên có hai trường hợp đặc biệt, đó là ở Triều Tiên và Việt Nam. Với Triều Tiên và Việt Nam thì toàn bộ vùng lãnh thổ liên quan phía Bắc, Bắc Triều Tiên, Bắc Việt Nam thì thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, Trung Quốc, khai sao chủ nghĩa. Với cái vùng mà gắn liền với chữ Nam á, Nam Triều Tiên và Nam Vĩ Tuyến 38 thì thuộc phạm vi ảnh hưởng của Nam Triều Tiên, Nam Việt Nam thì thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ, Anh, Pháp, phương Tây. Chúng ta lưu ý. Vâng, đấy là cái sơ lược về cái lược đồ này, các em lưu ý. Thế thì trở lại với cái chủ đề thứ nhất, nói về hội nghị ANTA, thì các em có thể vẽ tiếp ra cho thầy những cái nhánh. Ở đây mới là cái sơ đồ tư duy một cách khái quát nhất. Về hội nghị ANTA thì các bạn có thể vẽ thêm cái nhánh đầu tiên, đó là bối cảnh. Bối cảnh thì các bạn nhớ cho thầy là hội nghị này nó diễn ra ở đâu, thời gian nào và thành phần tham dự là những ai. Đấy. Ví dụ như là thời gian là từ 11 đến ngày 14 tháng 2, tức là tháng 2 năm 1945 ở ANTA Liên Xô. Và thành phần tham dự đây chính là nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Về mặt nội dung thì tương tự, các em có thể vẽ ra về nội dung. Thì chúng ta nhớ là hội nghị ANTA nó thông qua ba nội dung chủ yếu. Ở cái chủ đề 1 thì thầy nói kỹ một chút, các chủ đề 2 thì tương tự các bạn có thể làm. Tức là về cái nội dung của hội nghị ANTA thì chúng ta lưu ý là nó có ba cái nội dung chủ yếu. Một là làm sao để nhanh chóng đánh bại các nước phát xít, kết thúc chiến tranh. Cái thứ hai là làm thế nào để sau khi chiến tranh kết thúc rồi, thế giới phải được sống trong hòa bình. Và hội nghị đã chủ trương thành lập cái tổ chức Liên Hợp Quốc. Nội dung thứ ba được xem là rất quan trọng, đó là làm thế nào để phân chia hợp lý phạm vi ảnh hưởng, phạm vi thế lực giữa các cường quốc thắng trận trong phe đồng minh. Và các em thấy là ở cái nội dung thứ ba này thì người ta đã phân chia lại thế giới sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai. Thầy nhắc lại là chính cái vấn đề về phân chia phạm vi ảnh hưởng, phạm vi thế lực, đây là một cái cách dùng ngôn từ rất là hàn lâm, rất là khách sáo thôi. Còn thực chất thì đó là phân chia chiến lợi phẩm cho các cường quốc thắng trận. Nó đã phơi bày cái bản chất của cuộc chiến thế giới lần thứ hai. Một lần nữa chúng ta thấy rằng đây vẫn là một cái cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, bởi vì suy cho cùng thì nó diễn ra cũng chỉ nhằm mục đích là phân chia lại cái thuộc địa thị trường của các cường quốc trên thế giới. Rồi về Liên Hợp Quốc thì về hội nghị ANTA thì đấy là phần nội dung. Phần tác động thì các bạn thấy là họ nói rất ngắn gọn, chỉ hơn một dòng thôi, đó là những phán quyết của hội nghị ANTA và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành cái khuôn khổ của trật tự thế giới mới, và người ta quen gọi đó là trật tự hai cực ANTA. Sang cái phần Liên Hợp Quốc thì các em cũng lưu ý là thứ nhất là về thời gian thành lập của Liên Hợp Quốc. Cái bối cảnh ra đời á, nó cũng là vào từ 25 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1945, tức là nó cũng diễn ra khi Thế chiến thứ hai sắp kết thúc. Thế chiến thứ hai sắp kết thúc thôi. Và mặc dù cái bản hiến chương của Liên Hợp Quốc thì chính thức có hiệu lực vào 24 tháng 10 năm 1945. Đấy. Nói đến Liên Hợp Quốc thì ngoài cái bối cảnh ra đời, chúng ta còn thấy là nó có cái mục đích. Các bạn lưu ý một chút là Liên Hợp Quốc có hai mục đích, và ASEAN, tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của chúng ta cũng có hai mục tiêu. Đấy, cũng có hai cái mục tiêu.
nhưng mà người ta đảo ngược. ASEAN thì đảo ngược, thứ nhất là phát triển cái mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa các nước, rồi duy trì hòa bình ổn định khu vực. ASEAN là tổ chức khu vực cho nên người ta chỉ nói khu vực. Nhưng mà nếu người ta lại hỏi là đâu là cái mục tiêu quan trọng nhất của ASEAN thì phải là cái mục tiêu ngược lại, là phát triển về kinh tế, phát triển hợp tác kinh tế rồi văn hóa giữa các nước là quan trọng nhất. Còn Liên Hợp Quốc thì mục đích quan trọng nhất chính là duy trì hòa bình an ninh thế giới. Đấy, thì đấy là hai mục đích của Liên Hợp Quốc. Rồi về nguyên tắc hoạt động thì các bạn nhớ là có mấy nguyên tắc nhỉ? Nguyên tắc là người ta hỏi thế này này. Trong cái thực trạng tranh chấp biển đảo ở Việt Nam hiện nay, đấy, chúng ta có thể vận dụng nguyên tắc nào của Liên Hợp Quốc để giải quyết những tranh chấp đó? Và người ta đưa ra 4 cái đáp án ABCD, tức là người ta trích dẫn 4 cái nguyên tắc trong số 5 nguyên tắc này. Thế thì tranh chấp ở giữa các khu vực, giữa các quốc gia với nhau thì thực ra nó xảy ra thường xuyên. Nhưng mà khi có mâu thuẫn, khi có tranh chấp thì phải đầu tiên đó là phải chủ động để giải quyết các cái tranh chấp đó bằng biện pháp hòa bình. Bây giờ sang đến cái phần tiếp theo, đó là về thành lập Liên Hợp Quốc á, thì nó còn có một cái ý nữa là vai trò Liên Hợp Quốc. Đây là các bạn đọc trong đề cương cái vai trò Liên Hợp Quốc, và thậm chí các bạn cũng nhớ tranh thủ đọc thêm cái đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ở đây thầy hỏi thêm các bạn một ý xem chúng ta nắm bắt bài thế nào nào. Các bạn nhớ là Liên Hợp Quốc ra đời tại cái hội nghị ở San Francisco của Mỹ. Đấy. Từ 25 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1945, với đại diện của 50 nước đã họp ở San Francisco, Mỹ, thông qua hiến chương và tuyên bố thành lập Liên Hợp Quốc. Trong số 50 nước tham gia thành lập Liên Hợp Quốc thì có Việt Nam hay không? Vì sao? Các bạn lưu ý là Việt Nam chắc chắn không phải là một trong 50 nước sáng lập Liên Hợp Quốc. Có hai lý do cơ bản. Một là thời điểm mà Liên Hợp Quốc ra đời, đó là từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1945. Lúc đó chúng ta chưa có độc lập. Chúng ta mới đang tồn tại trong danh nghĩa là cái vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Đông Dương của Pháp. Đấy, chúng ta vẫn đang là thuộc địa. Cho nên chúng ta không có đủ tư cách pháp nhân để tham dự những cái hội nghị mà bầu bán thành lập những cái tổ chức quốc tế. Cái thứ hai là sách giáo khoa cũng đã nói rồi, mãi đến tháng 9 năm 1977 Việt Nam mới được gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Rồi về Liên Hợp Quốc thì còn có các cái cơ quan chính. Chúng ta nhớ là nó có 6 cơ quan đấy: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế, Hội đồng Kinh tế Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban Thư ký. Có 6 cái cơ quan chính. Thế thì các bạn cũng lưu ý là trong sách giáo khoa người ta có trình bày chức năng của 3 cơ quan chính. Vậy nếu người ta có hỏi các bạn câu trắc nghiệm, ví dụ cái cơ quan nào của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm duy trì hòa bình an ninh thế giới? Đấy, người ta đưa ra đáp án, 4 đáp án ABCD, 4 cái cơ quan. Thì các bạn nhớ cho thầy là sách giáo khoa có trình bày cái chức năng của 3 cơ quan chính, đó là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và Ban Thư ký. Thế thì cơ quan chịu trách nhiệm duy trì hòa bình an ninh thế giới chính là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Còn Đại hội đồng đó là cái hội nghị của các nước thành viên mỗi năm họp một lần. Đấy, ở trụ sở của Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Rồi cái Ban Thư ký là cơ quan hành chính của Liên Hợp Quốc. Một vấn đề cuối cùng của Liên Hợp Quốc, người ta có thể yêu cầu các bạn là đâu là một trong những cái tổ chức quốc tế của Liên Hợp Quốc đang hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Người ta đưa ra các cái đáp án ABCD. Thế các bạn thấy là Liên Hợp Quốc có nhiều tổ chức quốc tế hoạt động ở khắp các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng mà một số tổ chức mà hoạt động phổ biến như là WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, hay là hiện nay cái dịch Covid-19 này này, các bạn thấy cái tổ chức nào lên tiếng liên tục, WHO, WHO đó, liên tục có những cái thông cáo vân vân. Đây là Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hay là IMF chẳng hạn, mấy ngày nay tiền vàng chứng khoán nhảy lung tung. Thì do cái ông IMF là ông cũng có cái trách nhiệm can thiệp điều chỉnh đấy. Hay là Việt Nam hiện nay đang vấn đề ngưng xuất khẩu gạo, rồi sáng nay thầy lại thấy là doanh nghiệp đề nghị tiếp tục xuất khẩu gạo. Chúng ta là nước xuất gạo lớn của thế giới. Vậy cái tổ chức nào của Liên Hợp Quốc nó quản lý phụ trách về cái lĩnh vực nông lương này, nông nghiệp lương thực thực phẩm á? Tổ chức FAO,
FAO đó, FAO. Đấy. Hay là UNICEF chẳng hạn, tổ chức thiếu niên nhi đồng của Liên Hợp Quốc, hoặc là UNESCO, tổ chức văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật của Liên Hợp Quốc, vân vân. Thì tóm lại thầy vừa trao đổi với các bạn về cái chủ đề thứ nhất. Chủ đề này nó có thực ra là có ba cái nội dung, nhưng mà nội dung thứ ba cái sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập, thì như các bạn biết đây là cái phần giảm tải. Chúng ta sang tiếp cái chủ đề thứ hai, đó là sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, nó trở ra vượt ra phạm vi khỏi một nước và trở thành một hệ thống thế giới chạy dài từ châu Âu sang châu Á. Các bạn quan sát cái hình ảnh, đây là cái sự ra đời của nước Nga Xô Viết nha, năm 1917, sau cách mạng tháng 10 Nga thành công, và Nga là nước đầu tiên duy nhất trên thế giới đi lên sự chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh bên cạnh là cái lược đồ các nước dân chủ Đông Âu sau Thế chiến thứ hai mà sau đó đã đi theo chủ nghĩa xã hội. Các bạn thấy nó được mở rộng: Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Pháp, Hungary, Nam Tư, rồi Romania, vân vân. Hình ảnh bên dưới là các cái nước ở châu Á và Mỹ Latin đi theo chủ nghĩa xã hội ngay sau Thế chiến thứ hai, trong đó có Việt Nam năm 1945, Trung Quốc năm 1949 sau cái cuộc nội chiến quốc cộng thành công. Hình ảnh mà Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc cái bản tuyên ngôn độc lập đây, đưa Trung Quốc đi lên chủ nghĩa xã hội. Và cái hình ảnh tiếp cuối cùng đó là hình ảnh của Fidel Castro. Đấy. Cuba, một cái nước ở Mỹ Latin cũng đã đi lên sự chủ nghĩa xã hội. Và như vậy từ nước Nga Xô Viết, sau đó đến các nước Đông Âu và kéo sang châu Á, thì chủ nghĩa xã hội đã thực sự trở thành cái hệ thống thế giới. Đấy. Và đây là cái sơ đồ mô tả chủ nghĩa xã hội, ban đầu là từ nước Nga Xô Viết năm 1917, sau đó đến năm 1922 thì thành lập Nga cùng với 4 nước khác, đó là Belarus, ngoại Caucasia, rồi Romania các thứ, đây thành lập ra cái nước thành lập ra Liên bang Xô Viết. Sau đó thì chủ nghĩa xã hội lan ra các nước ở Đông Âu, rồi đến Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam và Cuba, và nó trở thành một hệ thống giới. Thì cái này các bạn lưu ý. Trong cái chủ đề này thì chúng ta thấy rằng trong chủ đề này nó có thứ nhất là về Liên Xô. Liên Xô thì đầu tiên các em chú ý là Liên Xô, cái phần các nước Đông Âu chúng ta giảm tải ha. Chúng ta có chăng chỉ cần đọc thêm thôi mà tập trung vào Liên Xô. Liên Xô thì thứ nhất á, là chúng ta phải nắm được cái bối cảnh của Liên Xô sau Thế chiến thứ hai rất khó khăn. Khó khăn cụ thể là những hậu quả do chiến tranh thế giới thứ hai gây ra với những tổn thất rất lớn về người và của. Rồi là khó khăn do bị Mỹ và tư bản phương Tây bao vây, cô lập, cấm vận. Rồi khó khăn do phải giúp đỡ các nước sau chủ nghĩa, vân vân. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng mà Liên Xô lại gặt hái được rất nhiều thành tựu nhờ vào cái tinh thần tự lực tự cường và cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Xô Viết. Cho nên sau Thế chiến thứ hai thì Liên Xô đạt được rất nhiều thành tựu. Các bạn có thể kể ra những thành tựu, ví dụ như là năm 49 chế tạo thành công bom nguyên tử này, năm 57 phóng thành công vệ tinh nhân tạo này, rồi năm 1961 Liên Xô là phóng thành công tàu vũ trụ, đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất và mở ra cái kỷ vàng chinh phục vũ trụ loài người. Các bạn có thể thấy là trong đề thi tốt nghiệp các bạn có thể bắt gặp những câu đơn giản người ta hỏi giống như để chống lượt đó. Ví dụ người ta có thể hỏi là cái sự kiện nào đã mở ra cái kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Người ta đưa ra các đáp án thì chúng ta biết đấy chính là năm 1967 Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Hoặc là cái sự kiện nào đã phá vỡ cái thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mỹ. Và chính là năm 49 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Rồi Liên Xô còn đạt được nhiều thành tựu khác về kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp vân vân. Trong đó có một cái thống kê mang tính khái quát, đó là đến năm 1900 đến đầu những năm 70, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Ở đây các em chú ý cho thầy nhé. Hỏi về Liên Xô, người ta có thể hỏi các em ví dụ như là đâu là thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được sau Thế chiến thứ hai? Đâu là thành tựu lớn nhất? Chính là thành tựu về kinh tế. Yeah. Đầu những năm 70, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mỹ. Đấy là cái thành tựu quan trọng nhất.
các cụ nhà mình bảo có thực mới vực được đạo, nó nằm ở chỗ đó đấy. Muốn có được những thành tựu khác, muốn giúp đỡ được các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, chống Mỹ bao vây cô lập, thì Liên Xô phải có tiềm lực về mặt kinh tế. À, rồi sau đó là bốn nguyên nhân tan rã của chủ nghĩa xã hội Liên Xô, đúng không? Đấy, các em thấy là nói về cái nguyên nhân tan rã của chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu á, thì chúng ta thấy là có sách giáo khoa đưa ra bốn nguyên nhân chính. Chúng ta còn nhớ không? Đó là cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô mắc nhiều sai lầm, chủ quan, nóng vội, duy ý chí, vân vân. Đấy. Cái thứ hai đó là gì? Trung lập hòa bình. Và cái thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai khiến cho Liên Xô tan rã là gì nhỉ? Vâng, đó là không bắt kịp những tiến bộ của khoa học công nghệ, hay nói cách khác là sự tụt hậu về khoa học kỹ thuật so với phương Tây. Thứ ba là chậm cải tổ, và khi cải tổ lại mắc nhiều sai lầm. Thứ tư là chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. À, như vậy các em chú ý cho thầy nhé, ở cái các nguyên nhân tan rã này này, người ta có thể xây dựng một câu trắc nghiệm, người ta hỏi các bạn đâu là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Liên Xô tan rã. Được, hoặc người ta hỏi nhé, đâu là một trong những nguyên nhân khiến cho Liên Xô tan rã, thì chúng ta muốn trả lời được thì chúng ta phải nắm được bốn nguyên nhân này như thầy vừa khái quát ngắn gọn. À, người ta có thể có một nguyên nhân đúng thôi, còn một nguyên nhân khác người ta sửa bổ sung, hoặc là người ta đưa những nguyên nhân ở đâu đó vào, thì chúng ta để trả lời được câu đó thì chúng ta phải nắm được có bốn nguyên nhân tan rã. Tuy nhiên nếu người ta lại hỏi các bạn thế này này, trong các nguyên nhân tan rã của Liên Xô á, thì đâu là nguyên nhân quan trọng nhất, hoặc đâu là nguyên nhân quyết định, chính là do cái đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô mắc nhiều sai lầm, chủ quan, nóng vội. Đấy, nó mắc nhiều sai lầm dẫn đến sụp đổ, và đây là nguyên nhân quyết định, nguyên nhân quan trọng nhất. Các em còn nhớ là khi chúng ta học về phần lịch sử Việt Nam, nói đến các thành tựu mà cách mạng Việt Nam có được trong bất cứ lĩnh vực gì, nếu người ta có hỏi là nguyên nhân nào là quan trọng nhất, mà nếu ở đó trong các đáp án có nguyên nhân vai trò lãnh đạo của Đảng, thì chúng ta cứ an tâm mà chọn cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Đấy. Vậy nếu Đảng lãnh đạo là quan trọng nhất để có mọi thành tựu, thì bây giờ Liên Xô sụp đổ, tan rã, nguyên nhân quan trọng nhất cũng là do Đảng mắc nhiều sai lầm, thì em lưu ý như vậy. Về Liên Xô có cái nội dung cuối cùng, đó là Liên bang Nga. Thì các em lưu ý là sau khi Liên Xô tan rã, Nga là cái quốc gia đóng vai trò kế tục Liên Xô, có nghĩa là Nga sẽ thay mặt Liên Xô xử lý toàn bộ các vấn đề hậu Liên Xô. Ví dụ như Việt Nam với Liên Xô trước đó quan hệ với nhau, Việt Nam nợ Liên Xô bao nhiêu tiền, Liên Xô hứa giúp đỡ Việt Nam cái gì, thì bây giờ Nga đứng ra giải quyết. Và đặc biệt quan trọng đó là trước đây Liên Xô là một trong năm cái ghế ngồi trong Hội đồng Thường trực Ba Liên Hợp Quốc, thì bây giờ Nga thay mặt Liên Xô ngồi vào đó. Đấy, thì đó là cái vai trò kế tục Liên Xô. À, về Liên bang Nga thì các bạn còn nhớ là về kinh tế đấy, thì có một cái đặc điểm người ta có thể hỏi trắc nghiệm các bạn là từ năm 1990 đến năm 1995 kinh tế của Liên bang Nga diễn ra như thế nào. À, kinh tế Liên bang Nga tăng trưởng âm, đấy, luôn là con số âm, kinh tế rất là trì trệ do ảnh hưởng của Liên Xô sụp đổ. À, năm 96 mới đánh dấu sự phục hồi, năm 97 tăng trưởng trở lại, và đến năm 2000 tăng trưởng mạnh nhất 9%. Hay là nước Nga hiện nay ấy, có một câu hỏi nữa là các bạn chú ý này, sau khi Liên Xô tan rã thì về mặt đối ngoại, lúc đầu Nga ngả về phương Tây hòng tìm kiếm sự viện trợ từ phương Tây, nhưng mà cũng không được như mong muốn. Sau đó thì Nga khôi phục lại cái quan hệ truyền thống với các nước châu Á. Đấy, có những câu trắc nghiệm người ta hỏi về vấn đề này đấy nhá, các bạn lưu ý dùm thầy. Rồi hiện nay Nga cũng đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức, tình trạng ly khai của các đảng phái, của các cái vùng lãnh thổ đấy, nhất là cái vùng Chechnya, rồi là vấn đề chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga, hoặc là cái phong trào ly khai của một số nơi nó đang diễn ra rất là mạnh mẽ nha. Thế Nga rồi hiện nay nước Nga còn đang gặp một số khó khăn, đó là cái vấn đề bị Mỹ và phương Tây nó cấm vận, do Nga đã bất ngờ đánh chiếm cái vùng phía đông bắc của Ukraine, bán đảo Crimea, cho nên hiện nay Nga đang bị cấm vận và gặp nhiều khó khăn trở ngại. Thế thì đây là cái chủ đề thứ hai nhé, cái chủ đề thứ hai, và các bạn lưu ý một lần nữa, lưu ý cho thầy là chủ nghĩa xã hội nó vượt ra phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới. Đấy,
cái sự kiện có câu hỏi trắc nghiệm, người ta hỏi đâu là cái sự kiện đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, thì chính là cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949 đi lên chủ nghĩa xã hội, bởi vì Trung Quốc là một nước lớn đông dân nhất thế giới. Và lúc này khi Trung Quốc đi lên chủ nghĩa xã hội thì rõ ràng chủ nghĩa xã hội đã vượt ra từ Liên Xô đến cả Đông Âu và sang đến châu Á, à, trở thành một hệ thống thế giới. Và lưu ý cho thầy như vậy. Chúng ta sang cái chủ đề thứ ba, nói về cao trào giải phóng dân tộc ở các nước Á Phi, Mỹ Latin nhé. Yeah. Phần này thì với các cái phần này thầy sẽ nói nó nhanh hơn thôi. Các em quan sát cái lược đồ về cái phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á Phi, Mỹ Latin. Đấy. Các cái chấm đỏ đây tức là các quốc gia đã giành được độc lập từ sau Thế chiến thứ hai. Các bạn thấy đây là khu vực châu Á này. Khu vực châu Á của chúng ta thì phong trào đấu tranh giành độc lập cũng tương đối sôi nổi. Tuy nhiên nó không đậm nét bằng ở châu Phi và Mỹ Latin. À, Mỹ Latin được gọi là lục địa bùng cháy đó. Còn châu Phi thì năm 60 được gọi là năm châu Phi, đánh dấu vòng 17 nước đã giành được độc lập. Yeah. Chúng ta thấy là đông ở châu Á của chúng ta có một số quốc gia. Nói đến châu Á thì các bạn chú ý đến Đông Nam Á của chúng ta, có một vài câu hỏi người ta đề cập đến, đó là sau khi Nhật, ngay sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, những nước nào ở Đông Nam Á đã giành được độc lập? Thầy nói luôn theo cái trình tự thời gian, đó là Indonesia giành được độc lập sớm nhất. Đấy, rồi đến Việt Nam, rồi đến Lào. À, đấy, chúng ta chú ý như vậy. Vâng, và nói đến Đông Nam Á, châu Á của chúng ta thì còn có cái sự ra đời của tổ chức ASEAN vào năm 1967. Các bạn cũng nhớ cho thầy là 5 nước sáng lập ASEAN là những quốc gia nào? Thái Lan, Indo, Mã Lai, Singapore và Philippines. À, đấy. Rồi cái nhóm 5 nước sáng lập ASEAN này nó còn có cái thực hiện hai cái chiến lược phát triển kinh tế. Chiến lược công nghiệp hóa để thay thế nhập khẩu được áp dụng ngay sau khi giành được độc lập. Nhớ là áp dụng ngay sau khi giành được độc lập nhé. Có cái câu hỏi người ta hỏi về vấn đề đó đấy. Công nghiệp hóa để thay thế nhập khẩu còn gọi là chiến lược kinh tế hướng là hướng nội ha, thay thế nhập khẩu hướng nội, áp dụng ngay sau khi giành được độc lập. Rồi đến những năm 60-70 trở đi thì là, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện một cái chiến lược thứ hai, đó là công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo, còn gọi là chiến lược kinh tế hướng ngoại nha, kinh tế hướng ngoại. Đấy, thế thì vâng, chúng ta trở lại với cái chủ đề này. Ở châu Á thì các bạn cũng tiếp tục vẽ ra cho thầy những cái nhánh tiếp theo của cái sơ đồ tư duy nhé. Các cái nhánh tiếp theo đó là, đầu tiên đấy là cái khu vực Đông Bắc Á ở bài 3 đấy, nét chung về Đông Bắc Á này. Trong sau đó là nói về cái quá trình đấu tranh giành độc lập, người ta nói đến Trung Quốc, cuộc nội chiến quốc cộng 1946-1949 này. Kết thúc và dẫn đến sự ra đời của nước Cộng hòa Dân Trung Hoa. Đấy. Rồi vấn đề Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền. Rồi cái xu thế sát cả hai miền Bắc Triều Tiên, Nam Bắc Triều Tiên hiện nay diễn ra như thế nào? Các em chú ý cho thầy, cái nhánh đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay. À. Và tiếp theo cái thứ ba đấy là ở châu Á, đó là khu vực Đông Nam Á. Cũng có những cái nhánh đầu tiên là những cái nét chung về khu vực Đông Nam Á. Ví dụ như là trước Thế chiến thứ hai, tất cả các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước tư bản Âu Mỹ trừ Thái Lan. À, rồi trong Thế chiến thứ hai thì bị quân phiệt Nhật quân tính, sau Thế chiến thứ hai thì nhiều nước đã giành được độc lập, trong đó có 3 nước. À, trước thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh đã giành độc lập như thầy vừa nói, Indo, Việt Nam và Lào. Nhớ là Indo, Việt Nam, Lào chứ không phải là Campuchia nhé. Rồi sau đó người ta, chúng ta có một cái nhánh tiếp theo là quá trình đấu tranh giành độc lập ở Lào và Campuchia. À, rồi cái sự ra đời phát triển của tổ chức ASEAN thì chúng ta nhớ trong ASEAN thì có cái quan hệ giữa ASEAN với Đông Dương á, từ khi giành được độc lập và cho đến những năm 70 thì ASEAN với Đông Dương là cái quan hệ đối đầu do vấn đề Campuchia. Nhưng mà sau khi vấn đề Campuchia được giải quyết rồi thì quan hệ ASEAN Việt Nam chuyển sang đối thoại. Đối thoại và đến năm 1995 Việt Nam mới trở thành thành viên thứ mấy của ASEAN nhỉ? ASEAN ra đời năm 67 này, sau đó đến năm 84 có Brunei.
Đến năm 95 là Việt Nam là thành viên thứ 7, Lào, Myanmar năm 97 là thứ 8 và thứ 9, và Campuchia năm 99 là thành viên thứ 10. Còn hiện nay Đông Timor thì các bạn biết là mới chỉ được trao cho cái quyền gọi là quan sát viên của ASEAN, chứ chưa phải là thành viên chính thức của ASEAN. À, đấy, về châu Á của chúng ta thì ngoài ra các bạn còn chú ý thêm một cái nội dung nữa, đó là Ấn Độ. Về Ấn Độ, cái quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước Ấn Độ. Trong cái Ấn Độ thì các bạn đọc lại đề cương ở đây, thầy chỉ nhấn đến ba cái ý. Một là cái đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ là đảng nào nhỉ? Vâng, Đảng Quốc Đại, lúc đầu do Nehru, sau đó Gandhi lãnh đạo đấy, nha, Đảng Quốc Đại. Và các bạn nhớ cho thầy là Đảng Quốc Đại lãnh đạo cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ, và cho đến nay á, công cuộc xây đất nước đến nay, Đảng Quốc Đại nó là cái đảng của, là đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ, tư sản Ấn Độ. Rồi một cái điều thứ ba nữa về Ấn Độ mà người ta hay hỏi các bạn để ý cho thầy, đấy là cái phương pháp đấu tranh. Nếu như ở châu Á thì các bạn thấy đấu tranh bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là bạo lực cách mạng. Châu Phi cũng có nhiều hình thức, nhưng mà người ta lại bảo là châu Phi, cái hình thức đấu tranh chủ yếu của châu Phi là đấu tranh bằng biện pháp chính trị. Còn Mỹ Latin cũng có nhiều hình thức. Mỹ Latin có nhiều hình thức như là bãi công của công nhân này, nổi dậy của nông dân này, đấu tranh nghị trường, khởi nghĩa vũ trang vân vân. Nhưng mà hình thức cơ bản nhất là đấu khởi nghĩa vũ trang. Thì thầy đã nói là đó, đấy là những cái vấn đề mà người ta có thể hỏi trắc nghiệm các bạn đấy, cái hình thức đấu tranh. Các em tiếp tục nhé, chúng ta đang nói về cái cao trào giải phóng dân tộc ở Á Phi, Mỹ Latin. Đấy, châu Á thì riêng của Ấn Độ, họ đấu tranh bằng một cái hình thức rất riêng so với phần lớn của các cái cuộc cách mạng ở châu Á. Đấy là cái hình thức đấu tranh bằng phương pháp gì nhỉ? Đảng Quốc Đại, đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập, chúng thực dân Anh để giành độc lập á, bằng phương pháp gì? Bất bạo động, ha, chính trị ôn hòa, bất bạo động. Đấy, các em lưu ý như vậy nhé. Chúng ta sang đến châu Phi. Châu Phi thì cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi á, sau Thế chiến thứ hai nó diễn ra rất mạnh mẽ, bắt đầu từ cách mạng Ai Cập thành công năm 1952, ha. Đấy, sau đó là một loạt quốc gia khác ở Bắc Phi. Đấy, Bắc Phi là khu vực nổ ra mạnh mẽ nhất, và như chúng ta trao đổi lúc nãy, năm 1960 được gọi là năm châu Phi. Đấy, thế thì cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi nó còn liên quan đến cái quá trình chống chế độ diệt chủng apartheid nhé. Đấy, chống cái chế độ diệt chủng apartheid, lưu ý cho thầy như vậy. Và chính là cái công lao của Nelson Mandela đấy, năm tháng 11 năm tháng năm 1993 thì chế độ phân biệt chủng tộc apartheid đã bị xóa bỏ ở nước Cộng hòa Nam Phi, và sau đó đến tháng 11 năm 94 thì nước Cộng hòa Nam Phi đã thành lập do Nelson Mandela là tổng thống. Rồi cuối cùng là Mỹ Latin. Mỹ Latin thì các bạn cũng lưu ý cho thầy là đây cũng là một cái khu vực rộng lớn. Sau Thế chiến thứ hai á, đâu là cái nét khác biệt cơ bản ấy trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, ở châu Phi so với ở Mỹ Latin so với châu Á và châu Phi? Bây giờ thầy hỏi cụ thể hơn là khác biệt này nó chính là khác biệt về mục tiêu cách mạng, về kẻ thù nhé. Về kẻ thù của Mỹ Latin, của cái phong trào giải phóng dân tộc của Mỹ Latin á, sau Thế chiến thứ hai là thực dân mới ở đây, tức là những cái chính quyền thân Mỹ ở các nước Mỹ Latin. Đấy, trong khi rồi cái khác biệt về mục tiêu đấu tranh thì các bạn lại chú ý cho thầy này, mục tiêu đấu tranh của châu Á và châu Phi sau Thế chiến thứ hai là đó là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, chống đế quốc giành độc lập. Còn ở Mỹ Latin thì chống chủ nghĩa thực dân mới, đấy, để bảo vệ độc lập, bởi vì phần lớn các nước Mỹ Latin đều đã giành được độc lập từ đầu thế kỷ 19, nhưng mà sau đó do lệ thuộc vào Mỹ thôi. Đấy, em chú ý như vậy ha. Đấy là cái chủ đề thứ ba. Cái chủ đề thứ bốn về hệ thống các cái nước tư bản. Đấy, những cái chuyển biến quan trọng của các cái nước tư bản sau Thế chiến thứ hai. Ở đây chúng ta thấy là có ba cái trung tâm điển hình, đó là Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Ha. Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Sau Thế chiến thứ hai thì các nước tư bản ở phương Tây đã có những cái chuyển biến quan trọng. Mỹ trở thành cái quốc gia giàu mạnh nhất, thậm chí là
là lấn át phần còn lại của thế giới. Và nhờ ứng dụng khoa công nghệ, nhờ vào nhiều lý do mà sau Thế chiến thứ hai, các nước tư bản đã hình thành ra ba cái trung tâm kinh tế tài chính của thế giới: Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Đấy là những cái chuyển biến quan trọng. Về Nhật Bản thì đầu tiên các bạn chú ý là mặc dù là cái nước cho đến nay là nước duy nhất phải nếm trải cái sự tàn phá của vũ khí hạt nhân của bom nguyên tử, và là một tên phát xít bại trận. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, với cái tinh thần tự lực tự cường, với tinh thần samurai võ sĩ đạo của người Nhật á, cộng với cái nền tảng về kinh tế khoa học kỹ thuật của họ vốn rất tốt, cho nên là sau Thế chiến thứ hai, kinh tế Nhật Bản lại nhanh chóng phục hồi và vươn lên phát triển mạnh mẽ. Trong đó đến nay, cái thuật ngữ phát triển thần kỳ về kinh tế khoa học người ta chỉ dùng cho duy nhất Nhật Bản. Trong giai đoạn phải từ 60 đến 73 là phát triển thần kỳ. Các bạn còn thấy trong sách giáo khoa ngày xưa nhé. Phát triển thần kỳ, vô tiền khoa học. Đấy, chưa có nước nào đạt được. GDP tăng trưởng trung bình trong hơn một thập niên trên 10% với một cái nền kinh tế lớn như vậy. Rồi trong số các nước Tây Âu thì Liên bang Đức cũng là cái nước phát triển mạnh nhất ở Tây Âu. Các bạn biết là đến đầu những năm 70 á, cái thứ hạng của các cái nền kinh tế lớn trên thế giới ở đây là gì? Tức là người ta xếp theo thứ tự các cường quốc kinh tế tư bản chủ nghĩa. Số 1 là Mỹ đương nhiên rồi này. Số 2 là gì? Nhật Bản. Số 3 là đứng thứ 3 thế giới là Cộng hòa Liên bang Đức. Thứ 4 là Anh, thứ 5 là Pháp, vân vân. Đấy. Còn Mỹ thì tận dụng được những cái lợi thế phát triển một cách rất mạnh sau Thế chiến thứ 2. Và đặc biệt trong cuối những năm 40, tổng sản lượng kinh tế của Mỹ đã chiếm khoảng hơn 40% tổng sản lượng kinh tế thế giới. Các bạn có thể thấy đây là một cái thành tựu vô tiền khoáng hậu, hết sức là to lớn. Rồi khi học về Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản thì các bạn chú ý cho thầy về cái nguyên nhân phát triển. Nguyên nhân phát triển, trong đó người ta có thể hỏi ra những câu trắc nghiệm, người ta hỏi đâu là nguyên nhân giống nhau thúc đẩy kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển. Theo nguyên nhân giống nhau thì cơ bản là có 3 nguyên nhân giống nhau. Mỗi nước khu vực có những nguyên nhân riêng nhưng mà giống nhau của Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản thì cơ bản có 3 nguyên nhân. Một là gì nhỉ? Đó là vai trò quản lý điều tiết của nhà nước. Hai là đều ứng dụng thành công các thành tựu khoa học công nghệ và phát triển kinh tế. Thứ ba là đều có những cái công ty, có những cái tập đoàn tư bản lớn đấy, có thể can thiệp, có thể lũng đoạn vào nền kinh tế. Đây là những nguyên nhân giống nhau mà các bạn lưu ý cho thầy. Rồi người ta lại có thể hỏi các bạn nhé. Các bạn chú ý cái câu này này. Câu này không dễ này. Đâu là cái nét tương đồng về chính sách đối ngoại giữa Nhật Bản và Tây Âu sau Thế chiến thứ hai đến nay? Cái nét tương đồng, nét giống nhau trong chính sách đối ngoại, thậm chí người ta có thể nói đây là cái đường lối đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản và Tây Âu từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, đó chính là liên minh chặt chẽ với Mỹ. Liên minh chặt chẽ với Mỹ. Trong đó thì Tây Âu thì từ sau năm 73 có đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ. Đấy. Chúng ta chú ý, và có những cái nước ở Tây Âu là có những cái đường lối đối ngoại độc lập so với Mỹ. Rồi khi nói về Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu thì các bạn chú ý đến cái Liên minh châu EU. Liên minh châu EU, chúng ta chú ý quá trình ra đời, quá trình phát triển các thành viên. Và nhớ cho thầy là cho đến hôm nay Liên minh châu EU họ đang trên cái tiến trình nhất thể hóa châu Âu, và họ đã đạt được rất nhiều những thành tựu. Họ đã có quốc hội chung này, có hiến pháp chung này, có đồng tiền chung này, có an ninh chung này. Nhiều nước đã xóa bỏ việc kiểm soát đi lại của công dân giữa các nước với nhau. Và thầy nói thêm một chút là đây cũng thậm chí nó lại có cái phản ứng phụ đấy. Đây cũng là một trong lý do mà khiến cho cái dịch Covid-19 khi nó lan sang châu Âu á, cái việc kiểm soát nó rất khó khăn. Tức là người châu Âu thì cái tính dân chủ họ rất cao, cái tự do cá nhân cũng rất là cao, cái chủ nghĩa cá nhân cũng được đề cao.
Cho nên là mọi sự can thiệp mà vi phạm đến dân chủ nhân quyền thì nó đều rất là phức tạp. Hai đấy là cái việc đi lại tự do giữa công dân giữa các nước vân vân, dẫn đến cái nạn dịch đang khó kiểm soát. Rồi các bạn cũng chú ý là trong cái Liên minh châu Âu thì đến nay nó được biết đến là cái tổ chức kinh tế liên kết kinh tế chính trị thế nào nhỉ, lớn nhất hành tinh. Ví dụ người ta có hỏi các bạn là đâu là cái tổ chức liên kết kinh tế chính trị lớn nhất hành tinh thì các bạn nhớ đó chính là Liên minh châu Âu EU nhé. Liên minh châu EU. Cái tiếp theo là cái sự hình thành ba trung tâm kinh tế, cái sự hình thành ba cái trung tâm kinh tế thì các em biết rồi, Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Đây là cái nội dung về Liên minh châu Âu, về cái chủ đề thứ 4, đó là các cái nước tư bản phát triển, Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Ở đây các em chú ý cho thầy, nói về nước Mỹ á, thì nó được chia làm 3 giai đoạn, từ 45 đến 2000 có 3 giai đoạn. Các em chắc còn nhớ là từ 45 đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1973, 73-91, năm 91 là cái năm đánh dấu trật tự hai cực yên ta tan rã, khi mà chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu sụp đổ đấy thì trật tự hai cực yên ta tan rã. Cho nên là người ta lấy cái mốc đó để phân kỳ lịch sử. Rồi từ 91 đến 2000 đó, nước Mỹ phân thành ba cái thời kỳ như vậy. Tây Âu và Nhật Bản thì lại phân thành bốn thời kỳ. Các em còn nhớ Tây Âu là từ 45 đến 50, 50, 73, 73, 91 và 91, 2000. Nhật Bản có khác một chút, đó là 45, 52. Cái năm 52 đánh dấu cái mốc phục hồi kinh tế Nhật Bản. 52, 73, 73, 91 và 91, 2000. Thế thì chúng ta chú ý đến cái nét cơ bản về kinh tế, về khoa học kỹ thuật, về đối ngoại của Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Thầy nói ví dụ người ta có thể hỏi các bạn như là quốc gia đã khởi đầu và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau Thế chiến thứ hai là Mỹ, chúng ta chú ý như vậy nhé. Hoặc là từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến thập niên 90 thì nước nào đã trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới, đó là Nhật Bản. Nhật Bản. Chúng ta đấy là một số cái nét cơ bản về cái chủ đề nhỏ Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Chúng ta sang cái chủ đề tiếp theo, đó là quan hệ quốc tế trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhớ các em chú ý là đây chính là cái hình ảnh nói về quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh. Thứ nhất là cái sự thành hai cái hệ thống xã hội đối lập, tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. Trong này thì các em có chú ý người ta có đưa ra cái kế hoạch Marshall và tổ chức Hội đồng Tương trợ Kinh tế, gọi tắt là SEV. Thế thì chúng ta chú ý là đây chính là cái minh chứng, cái biểu hiện cho sự đối đầu, cho cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cái cực, hai phe, xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa. Các bạn còn nhớ chiến tranh lạnh nó chính thức xuất hiện trong cái sự kiện đó là tháng 3 năm 1947, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Mỹ đó, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã chính thức phát động chiến tranh lạnh nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Đấy. Và về mặt kinh tế thì Mỹ đã thực hiện cái kế hoạch Marshall, kế hoạch phục hưng châu Âu nha, kế hoạch phục hưng châu Âu. Đấy. Có câu hỏi trắc nghiệm, người ta hỏi cái câu chống liệt rồi đấy. Kế hoạch Marshall còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu, Mỹ đã chi vào đây 17 tỷ đô la, 17 tỷ đô la để viện trợ cho các nước tư bản ở châu Âu, và Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á cũng nhận được cái nguồn viện trợ từ kế hoạch này. Các em mục đích là để lôi kéo các nước này trở thành đồng minh của Mỹ, chi phối khống chế các nước này để bao vây cô lập chống lại Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. Rồi để đáp lại cái kế hoạch Marshall thì Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũng đã thành lập ra cái tổ chức hiệp ước, thành lập ra cái hội đồng tương trợ kinh tế, gọi tắt là SEV, tổ chức SEV. SEV là cái tổ chức liên kết về kinh tế giữa Liên Xô và nước xã hội chủ nghĩa. Nó ra đời nhằm đối trọng lại với cái kế hoạch Marshall và nói kế hoạch của phương cho. Về mặt quân sự thì như chúng ta biết là năm 49, Mỹ và các nước Tây Âu cũng đã thành lập ra cái tổ chức
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là cái liên minh quân sự của Mỹ và các nước tư bản Tây Âu. Các bạn nhớ mục đích ra đời của nó chính là nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Đấy. Để đáp lại, để đối trọng lại với NATO thì đến năm 1955, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũng đã thành lập ra cái tổ chức Hiệp ước Warsawa. Warsawa là thủ đô của Ba Lan ấy, nơi ký kết hiệp ước này. Cái Warsawa chính là cái liên minh quân sự của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ra đời nhằm đối trọng lại với NATO và các nước xã hội chủ nghĩa ở Tây Âu. Và người ta bảo là chính sự ra đời của NATO và Warsawa đã chính thức đánh dấu xác lập cái trật tự hai cực hai phe và chiến lược lạnh bao trùm thế giới. Nếu người ta có hỏi các bạn cái câu là sự kiện mà xác lập cái trật tự thế giới hai cực hai phe đấy, đó là thì chính là cái việc mà cái sự ra đời của hai cái khối quân sự NATO và Warsawa. Thì một vấn đề nữa của mâu thuẫn Đông Tây ấy, đó là đâu là cái nguyên nhân, đâu là nguyên nhân dẫn đến cái mâu thuẫn Đông Tây. Lưu ý cho thầy, nguyên nhân dẫn đến cái mâu thuẫn Đông Tây ở đây chính là nó bắt nguồn từ cái sự đối đầu, đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. Đấy. Thực ra thì xét về bản chất mà nói, cái mâu thuẫn Đông Tây theo thầy thì nó chính là bắt nguồn từ cái tham vọng muốn lãnh đạo thế giới của cả hai cường quốc. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ dựa vào những lợi thế về kinh tế, về khoa học, về quốc phòng, cho nên muốn bá chủ thế giới. Liên Xô thực tế cũng đã không giấu giếm cái công khai muốn lãnh đạo thế giới, muốn nhuộm đỏ thế giới. Cho nên là cả hai anh mà đều muốn lãnh đạo, cả hai anh cũng muốn lãnh đạo thế giới, cho nên là lãnh đạo thì chỉ có một thôi, bá chủ thì chỉ có một thôi, cho nên nó đối lập nhau, và hai đại ca nó đối lập nhau. Nhưng mà các bạn nhớ cho thầy nói về cái thuật ngữ chiến tranh lạnh nhé. Cho đến nay vẫn nhiều bạn không hiểu đúng về cái thuật ngữ chiến tranh lạnh, mà đã có những câu trắc nghiệm người ta hỏi trong các cái kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Ví dụ như là chiến tranh lạnh được hiểu là, người ta đưa ra bốn cái đáp án. Thế có nhiều bạn vẫn nghĩ chiến tranh lạnh là cái cuộc chiến không có tiếng súng, như vậy là không phải ha. Chiến tranh lạnh là thực tế nó là cái sự đối đầu về quân sự giữa Liên Xô và Mỹ, nhưng mà chưa xảy ra cái xung đột trực tiếp về vũ trang. Các bạn nhớ tôi, sự đối lập gay gắt giữa Liên Xô và Mỹ, chỉ có điều nó kiềm chế, tiếng súng giữa Liên Xô với Mỹ chưa xảy ra. Chứ không phải không có tiếng súng, là bởi vì trong cái quá trình của chiến tranh lạnh thì nhiều cuộc chiến tranh xung đột, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã xảy ra, trong đó điển hình như là chiến tranh ở Đông Dương, chiến tranh ở Triều Tiên, chiến tranh ở Trung Đông đấy, đã diễn ra nhé. Cho nên chiến tranh lạnh mình hiểu đó là cái sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ đấy, nhưng mà chưa xảy ra xung đột trực tiếp về quân sự giữa hai cái cường quốc này, giữa hai cường quốc này thôi. Tức là hai đại ca nó chưa lao vào đánh đấm nhau trực tiếp về quân sự võ trang thôi, chứ còn là nó bao vây cô lập nhau trên nhiều lĩnh vực nha. Thì các bạn lưu ý cho thầy. Rồi sau đó là cái xu thế hòa hoãn Đông Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt. Xu thế hòa hoãn Đông Tây, chiến tranh lạnh chấm dứt. Vâng, không thể cứ lúc nào cũng gầm gừ nhau, đối đầu nhau hoài. Các bạn biết là vì sao có cái mâu thuẫn Đông Tây, đó là sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. Vậy bây giờ chúng ta lại cần phải làm rõ là vì sao lại có cái xu thế hòa hoãn hợp tác giữa Đông Tây. Đấy. Đông Tây ở đây các bạn nhớ là cái từ dùng để nói về Đông Âu xã hội chủ nghĩa với Tây Âu tư bản chủ nghĩa, mà mâu thuẫn Đông Tây tức là mâu thuẫn giữa hai phe xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa. Thế thì vì sao lại có cái xu thế hòa hoãn Đông Tây? Đấy. Phần này sẽ giao khoa trong cái phần chữ nhỏ ấy, người ta cũng đã viết các cái lý do. Sau một thời kỳ kéo dài cái duy trì cái mối quan hệ đối đầu thì bản thân Liên Xô và Mỹ đều chịu nhiều tổn thất và làm cho cái vị thế kinh tế của Mỹ với Liên Xô nó bị sụt giảm, cho nên là chính Liên Xô và Mỹ đã không thể còn duy trì được cái vị thế cường quốc, bị các nước khác cạnh tranh đấy. Nên để thoát ra khỏi cái tình trạng khó khăn này thì chính Mỹ và Liên Xô thấy rằng cần phải hợp tác với
cần phải xóa bỏ cái thế đối đầu, cần phải bắt tay với nhau để duy trì cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác để có lợi cho các cường quốc này. Và biểu hiện của cái xu thế này chính là đó là việc ký một loạt các cái văn kiện như là xóa bỏ vũ khí chiến lược, hệ thống phòng thủ tên lửa ABM, vũ khí tấn công chiến lược SAT-1, SAT-2 vân vân. Đấy, hoặc là hạn chế cái tên lửa tầm trung, rồi là cái cuộc gặp gỡ thương lượng giữa Đông Đức với Tây Đức. Các bạn nhớ cho thầy một cái đặc điểm nổi bật nhé. Nếu người ta có hỏi cái câu trắc nghiệm là đâu là cái minh chứng rõ nét nhất, quốc gia nào là minh chứng rõ nét nhất cho sự đối đầu Đông Tây ở châu Âu. Đấy, thầy đang muốn nói đến cái nguyên nhân của xu thế hòa hoãn và cái biểu hiện của xu thế hòa hoãn. Cái này các bạn đọc trong tài liệu, trong đề cương. Có một cái điểm đó là vấn đề Đức chính là cái minh chứng rõ nét nhất cho sự đối đầu Đông Tây ở châu Âu cũng như thế giới. Chúng ta còn nhớ là Đức đã bị chia cắt thành hai quốc gia, thành hai cái cường quốc. Thành hai cái quốc gia như vậy, cho nên chúng ta lưu ý nhé. Đấy, cái sự đối đầu Đông Tây và các cuộc chiến cục bộ thì cái này chúng ta, người ta đã đưa vào phần đọc thêm giảm tải, cho nên chúng ta tập trung chủ yếu ở cái mâu thuẫn Đông Tây như thầy vừa trao đổi. Trong cái mâu thuẫn Đông Tây, khi các bạn vẽ sơ đồ tư duy á, các bạn cố gắng triển khai cho thầy mâu thuẫn Đông Tây cũng như xu thế hòa hoãn Đông Tây á, triển khai theo thêm các cái nhánh. Đầu tiên đó là nguyên nhân của mâu thuẫn hoặc nguyên nhân của xu thế hòa hoãn, biểu hiện của nó và những cái tác động của nó, cái hệ quả của nó đó, thì các bạn chú ý cho thầy như vậy. Chúng ta cùng sang cái chủ đề nhỏ cuối cùng, đó là cuộc cách mạng khoa học công nghệ và cái xu thế toàn cầu hóa. Trong cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ thì các em chú ý cho thầy là cái nguồn gốc đặc điểm nó bắt nguồn từ nhu cầu của cuộc sống, của sản xuất ha, vân vân. Và đặc điểm nổi bật nhất của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là gì? Đấy là cái đặc điểm nổi bật nhất mà nhiều câu trắc nghiệm người ta hỏi đó, đó là khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Vì sao khoa học lại trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? Là bởi vì mọi phát minh về mặt kỹ thuật, mọi cải tiến về mặt kỹ thuật thì đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Và khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật, đến lượt mình kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất. Và các bạn chú ý là cái quá trình sản xuất nhờ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đem lại hiệu quả năng suất cao, lợi nhuận lớn. Người ta lại trích một phần lợi nhuận đầu tư vào nghiên cứu khoa học và nó trở thành một cái vòng tuần hoàn khép kín. Đấy, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đây là đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Về mặt thành tựu thì chúng ta cố gắng chú ý cho thầy. Cái thành tựu là cái phần mà chúng ta phải đọc trong sách giáo khoa nhé. Mỹ là nước khởi đầu của cách mạng khoa học công nghệ và đạt được nhiều thành tựu. Thành tựu đầu tiên đó là trong các ngành khoa học cơ bản. Ví dụ đã phát minh tìm ra như là về nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng nguyên tử, năng lượng gió, vân vân. Nếu như trước đây chỉ là năng lượng hóa thạch nhé, từ dầu mỏ, khí đốt rồi một số cái sản phẩm khác, thì bây giờ tìm ra nguồn năng lượng mới, rồi tìm ra được cái công cụ sản xuất mới, hệ thống máy tính, hệ thống robot tự động vân vân, rất nhiều. Rồi là về giao thông vận tải. Đấy, các bạn thấy giao thông vận tải không ngừng có những thành tựu thay đổi. Ví dụ như hiện nay ở nhiều nước châu Âu chẳng hạn, ở các cái nước phát triển hiện nay họ đã ứng dụng taxi bay chẳng hạn. Trong tương lai gần điều đó có thể ứng dụng rất là phổ biến. Hay là chúng ta thấy các cái loại máy bay với công suất lớn, tốc độ cao, mức độ an toàn hơn. Đấy là những thành tựu nổi bật trong giao thông vận tải. Trong thông tin liên lạc thì các bạn lại thấy rằng đấy, chúng ta đang được thụ hưởng những cái thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ. Và cái việc mà dạy học trực tuyến này cũng là một thành tựu của cái lĩnh vực về thông tin liên lạc đấy. Nếu như trước đây thì muốn liên hệ với một ai đó ở một địa phương nào đó, một quốc gia nào đó, thực ra gần như cách duy nhất là viết thư. Mà viết thư gửi đi chờ đợi rất là chậm trễ. Nhiều khi những cái thông tin được nó không còn cập nhật, nó không còn có giá trị nữa sau khi mà đã được nhận được tin nhé. Ví dụ như trước đây
tôi từng gia đình tôi từng nhận được một cái bức điện gõ từ miền Nam ra miền Bắc là con ốm nặng sắp chết bố vào ngay. Nhưng mà khi mà sắp chết rồi thì mới mới phải ra bưu điện gõ, gọi là gõ dây thép gai gì đó. Đấy, đánh điện tín như vậy. Cuối cùng về đến nhà thì phải sau mười mấy gần 20 ngày á thì ngoài quê mới nhận được. Và khi vào đến nơi lại đi bằng bằng tàu hỏa, bằng xe đò lại mất cả tuần nữa. Cuối cùng vào đây mọi chuyện đã rồi nha. Còn ngày nay như các bạn thấy đấy. Và thầy nói kỹ về giao thông vận tải, thông tin liên lạc á, là bởi vì các bạn chú ý cho thầy này. Người ta có thể hỏi các bạn là vì sao toàn cầu hóa là một sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Chúng ta thấy rằng rõ ràng nếu không có những thành tựu trong cách mạng khoa học công nghệ, nếu mà không có những thành tựu trong giao thông vận tải, trong thông tin liên lạc, thì chúng ta không thể có toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là gì? Là sự tăng lên mạnh mẽ các mối liên hệ lẫn nhau, tác động lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quốc gia khu vực trên thế giới. Và biểu hiện của nó có bốn cái biểu hiện trong đề cương đã trình bày đó. Tức là chúng ta sẽ không thể có thiết lập được các cái mối quan hệ mang tính toàn cầu trên phạm vi toàn cầu nếu chúng ta không có những thành tựu trong giao thông vận tải, không có máy bay, không có các cái loại phương tiện di chuyển nhanh. Làm sao chúng ta có thể kết nối, có thể đi đến toàn cầu để làm ăn, để hợp tác? Chúng ta cũng sẽ không có toàn cầu hóa nếu như mà không có cái mạng Internet. À, cho nên là các bạn thấy là nói cách khác là toàn cầu hóa là con đẻ, là sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, là như vậy nhé. Đấy. Lưu ý người ta có hỏi cái câu trắc nghiệm đó là sản phẩm của cái lĩnh vực nào thì các bạn nhớ là chọn lựa, đấy là sản phẩm của cách mạng khoa học công nghệ. Rồi về cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ thì nó cũng tác động rất là đa chiều đến đời sống của nhân loại, cả tích cực lẫn hạn chế, và chúng ta cần phải phát huy cái tích cực và khắc phục cái hạn chế ha. Rồi cái xu thế toàn cầu hóa, ảnh hưởng của nó thì cũng tương tự. Vâng, thầy vừa trao đổi với các bạn về cái xu thế toàn cầu hóa nha. Toàn cầu hóa thì đấy, về thời gian xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ 20. Rồi cái biểu hiện của bản chất của toàn cầu hóa là gì, biểu hiện của nó, ảnh hưởng của nó ra sao, thì các em có thể tiếp tục vẽ thêm các cái nhánh ra. Và đó là chúng ta vừa trao đổi xong cái chủ đề thứ nhất về thế giới trong chiến tranh lạnh ha. Còn ít phút nữa chúng ta tương tác về tình thế giới sau chiến tranh lạnh. Chúng ta điểm qua một số cái đặc điểm của tình thế giới trong chiến tranh lạnh. Đấy. Quan hệ quốc tế trong chiến tranh lạnh thì đó là cái quan hệ mà đối đầu, xung đột, quân sự căng thẳng giữa hai cái phe, hai cái khối, hình thành hai cái cực, trật tự thế giới thành hai cực kia anh ta, và với ba trung tâm Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Rồi là trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì các nước tập trung vào phát triển lĩnh vực quân sự để rồi chạy đua vũ trang, bao vây, cô lập, đối đầu nhau, hòng tiêu diệt lẫn nhau. Một cái đặc điểm nữa đó là trong giai đoạn của chiến tranh, cuộc chiến tranh lạnh á, thì nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra, như lúc nãy thầy có trao đổi, mà điển hình đấy là ở Trung Đông, ở Triều Tiên, ở Việt Nam, đấy, ở Đông Dương. Chúng ta tìm hiểu xem mà sau chiến tranh lạnh thì tình thế giới đã thay đổi như thế nào. Trong sách giáo khoa nó có một cái đề mục gọi là thế giới sau chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh thì các nước rõ ràng là tiến hành xu thế hòa hoãn, hòa dịu. Đấy. Rồi sau khi cái trật tự hai cực Yalta chính thức sụp đổ vào năm 1990 thì thế giới đã hình thành ra cái trật tự đa cực với nhiều trung tâm. Nha. Trật tự đa cực với nhiều trung tâm. Và trong giai đoạn hiện nay, từ sau chiến tranh lạnh cho đến nay á, thì chiến lược của các nước đó là tập trung phát triển, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Trước đây thì tập trung vào quân sự, còn hiện nay là lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm, trọng tâm. Hiện nay thì cái nguy cơ chiến tranh thế giới về cơ bản đã bị đẩy lùi. Đấy, cơ bản đã bị đẩy lùi vì nhiều lý do vũ khí hủy diệt và các nước cần phải có hòa bình để tiếp tục ổn định phát triển. Đấy. Tuy nhiên những cuộc chiến xung đột ở nhiều nơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra và nguy cơ chiến tranh vẫn có thể xảy ra ở nhiều nước, nhiều khu vực và thậm chí vẫn luôn tiềm tàng những nguy cơ chiến tranh thế giới. Đấy. Thì đấy là tình thế giới sau chiến tranh lạnh. Ở đây chúng ta lại
người ta đưa ra một cái đề mục, đó là cái xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh. Vừa rồi là thế giới sau chiến tranh lạnh nó đang diễn ra như thế nào, còn bây giờ là cái xu thế trong tương lai nó sẽ phát triển ra sao. Thì thứ nhất người ta bảo là thì hầu hết các nước đang điều chỉnh cái chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tập trung vào phát triển kinh tế. Hai nữa là trong quan hệ quốc tế thì cái xu hướng chủ đạo đó là đối thoại, hòa hiệp và tránh xung đột trực tiếp với nhau. Đấy. Rồi vừa cạnh tranh vừa phát triển, vừa tiếp xúc vừa kiềm chế lẫn nhau. Và cái xu thế thứ ba đó chính là hòa bình, ổn định là cái xu thế chủ đạo. Nhưng mà đâu đó vẫn tiếp tục có nguy cơ xảy ra những cuộc chiến xung đột. Đấy. Và cái xu thế cuối cùng chính là diễn ra cái xu thế toàn cầu hóa. Diễn ra xu thế toàn cầu hóa. Các bạn thấy là trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì nó can thiệp, nó tác động vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cái phần cuối cùng ha, cái nội dung cuối cùng có thể thảo luận là vì sao nói hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức cho các dân tộc. Thế thì các bạn lưu ý cho thầy là cái này nó cũng giống như cái câu hỏi về vì sao Việt Nam tham dự vào cái tổ chức ASEAN, hoặc là vì sao Việt Nam mà vì sao toàn cầu hóa đấy, vừa là thời cơ vừa là thách thức. Thì cái cơ bản câu này cũng đã có trong đề cương. Các bạn thấy cái thời cơ thì rất nhiều. Bên cạnh cái thời cơ thì bao giờ nó cũng ẩn chứa những thách thức. Còn làm thế nào các bạn nắm được những cái từ mang tính từ khóa đó, để chúng ta có thể xử lý ví dụ như thời cơ thách thức đối với ASEAN khi Việt Nam gia nhập ASEAN, thời cơ và thách thức khi mà Việt Nam gia nhập vào tổ chức WTO, hoặc là trong cái xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Đấy. Về thời cơ thì có cái điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới, có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm của các nước phát triển về khoa học kỹ thuật, về quản lý nhà nước, giao lưu học hỏi về văn hóa, về các lĩnh vực khác nhau. Đấy. Có điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ. Thì đấy là những thời cơ cơ bản. Về thách thức, những khó khăn á, từ chúng ta nếu không chấp vào thời cơ thì sẽ bị lạc hậu đến mức ngày càng tụt hậu. Rồi trong cái quá trình hội nhập mà nếu không giữ được mình, không giữ được những cái nét mang tính bản sắc của dân tộc, hay thậm chí cá nhân các bạn bây giờ cũng vậy, giới trẻ các bạn, tuổi teen của các bạn bây giờ đấy là đang sống trong một cái giai đoạn hội nhập rất là rõ rệt. Chúng ta không thể khư cứ ở trong xó nhà xó bếp nhà mình được, mà cần phải tương tác, nhất là với cái không gian mạng chúng ta có thể tương tác toàn cầu. Tuy nhiên các bạn nhớ là trong môi trường từ gia đình cho đến tập thể nhỏ như lớp học cho đến quá trình tương tác, làm gì thì làm vẫn phải giữ lại được cái cốt cách của mình. Đấy, cái nét riêng của mình để phân biệt với người khác. Đừng bao giờ mà chúng ta hội nhập là đương nhiên, nhưng mà hội nhập mà lại hòa nhập mà hòa tan, đánh mất mình trở thành một cái thứ mà nó canh, một cái thứ hàng nhái, thì lúc đó sẽ là một điều rất đáng tiếc. Nhưng đây cũng là mặt trái của toàn cầu hóa. Và chính trong cái quá trình này thì về mặt khoa học kỹ thuật, các bạn thấy đấy, khoa học kỹ thuật bây giờ phải là một lĩnh vực được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đặc biệt ưu tiên. Nó là lĩnh vực nó là cái lĩnh vực mũi nhọn. Đấy. Và hiện nay ví dụ như nhà nước, các doanh nghiệp cũng đang đầu tư nhiều vào cái lĩnh vực khởi nghiệp á, để mà đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hay là các cái sân chơi về khoa học công nghệ để nuôi dưỡng các cái tư duy khoa học cho các bạn từ lúc còn rất nhỏ. Thì các bạn thấy là ngày nay nếu mà không có khoa học công nghệ thì chúng ta sẽ bị tụt hậu, và khi tụt hậu rồi thì chắc chắn là chúng ta rất là khó để có thể có được tất cả những cái thành tựu khác. Đấy là vừa khái quát cái nội dung cơ bản của phần lịch sử thế giới hiện đại. Các em chú ý nhé, bây giờ chúng ta không có điều kiện học tập trung ở trên lớp, cho nên là trong thời gian này sắp xếp thời gian để về phần lịch sử thế giới hiện đại. Thầy muốn qua cái việc hệ thống ôn tập cái chuyên đề này á, thì cái việc các em cần làm thứ nhất là phải hoàn thiện lại cái sơ đồ tư duy, cố gắng làm sao mỗi một cái chủ đề nhỏ, có 6 chủ đề, mỗi một chủ đề nhỏ các em hệ thống ra một cái sơ đồ tư duy một mặt của tờ A4 là được. Sau đó có thể bấm vào đó thành 6 mặt như thế của tờ A4, và chúng ta đấy là những cái ý chính, cố gắng là ý chính. Ví dụ như là chẳng hạn như về Liên Hợp Quốc chẳng hạn, thì ý chính của nó phải là hoàn cảnh ra đời, đấy, thời gian, địa điểm, cái thành phần,
các bạn viết rất ngắn gọn, rồi là thời gian chỉ cần viết trong cái tháng nào thôi, và cái tháng đó thì biết là khi Thế chiến thứ hai mới chỉ là sắp kết thúc, cả hội nghị Anta nó cũng chỉ là sắp kết thúc chứ chưa kết thúc nha. Yeah. Thì hoàn thành cho thầy cái các em hoàn thành cho thầy về cái sơ đồ tư duy 6 cái chủ đề nhỏ này. Chúng ta tìm hiểu một cái đoạn phim khái quát về về chiến tranh lạnh nhé. Đại chiến thế giới lần thứ hai khép lại với một kết thúc có hậu, quân phát xít cuối cùng cũng phải đền tội. Tưởng chừng như nền hòa bình này sẽ được kéo dài mãi mãi, nhưng không, thay vào đó là sự bùng nổ của một loạt các cuộc chiến tranh với quy mô lớn nhỏ. Tất cả đều có sự nhúng tay của hai gã khổng lồ, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết. Họ từng là đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít, nhưng vì hai hệ tư tưởng chính trị xung đột với nhau đã khiến mối quan hệ rạn nứt. Để tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, Hoa Kỳ Liên Xô đã thảo luận và quyết định phân chia địa bàn, cụ thể là những khu vực từng bị phát xít chiếm đóng. Một trật tự lưỡng cực được hình thành, châu Âu bị chia đôi thành hai khối thế lực với hai hệ thống xã hội đối lập nhau. Ở khối Tây Âu đại diện cho chủ nghĩa tư bản truyền thống, vận hành nền kinh tế thông qua quyền sở hữu tài sản và phương tiện sản xuất của tư nhân, tạo ra một môi trường tự do thúc đẩy việc đầu tư kinh doanh hoạt động thuận lợi hơn. Qua đó giai cấp giàu nghèo càng có sự phân hóa rõ rệt, khi các chủ tư bản không ngừng bóc lột sức lao động của công nhân, nhằm đẩy mạnh sản lượng hàng hóa và tối đa hóa đồng lợi nhuận cho riêng mình. Còn các nước ở khối Đông Âu thì được lãnh đạo bởi Liên bang Xô Viết, đại diện cho xã hội chủ nghĩa hay còn gọi là cộng sản chủ nghĩa, vận hành nền kinh tế dựa trên nền tảng sở hữu công cộng, chủ trương xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, tạo ra một xã hội người người bình đẳng và thương yêu lẫn nhau. Qua đó, của cải sản xuất ra sẽ được phân phối cho người dân dựa trên nguyên tắc làm việc theo năng lực và hưởng thụ theo lao động, có nghĩa là làm đúng với khả năng và được hưởng theo đúng với những đóng góp cho xã hội. Một khi sản phẩm và của cải đã trở nên dồi dào, thì việc hưởng thụ theo lao động sẽ được thay thế bằng hưởng thụ theo nhu cầu. Riêng ở nước Đức bị chia thành 4 vùng chiếm đóng. Tây Đức do quân đội Anh Pháp Mỹ chiếm đóng, còn Đông Đức thì do quân đội Liên Xô chiếm đóng. Ngay cả thủ đô cũng bị chia làm hai khu vực tương tự, được ngăn cách bởi bức tường Berlin. Cuộc chiến toàn diện về kinh tế chính thức bắt đầu, Hoa Kỳ triển khai kế hoạch Marshall, viện trợ với số tiền 17 tỷ đô la, để tái thiết lại Tây Âu bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, đồng thời tung hô khẩu hiệu phục hưng sự thịnh vượng của châu Âu, và ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Ngoài ra chiến dịch tuyên truyền chống cộng sản cũng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông, từ báo chí, Hollywood, tranh cổ động, truyền hình, radio, truyện tranh. Để đáp trả, Liên Xô cũng làm điều tương tự. Năm 1949, Liên Xô thử nghiệm thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền về công nghệ hạt nhân của Hoa Kỳ. Cùng năm đó, NATO được thành lập, là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, được ký kết giữa Mỹ và các nước Tây Âu, nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Liên Xô. Để đối phó NATO, Liên Xô cũng thành lập khối liên minh quân sự Warsaw vào năm 1955. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô chưa từng một lần tuyên chiến trực tiếp với nhau, tuy nhiên, họ đã đánh nhau gián tiếp thông qua hình thức chiến tranh ủy nhiệm, tiếng Anh gọi là Proxy War. Chiến tranh ủy nhiệm là cuộc chiến mà hai nước thù địch không trực tiếp tham gia, thay vào đó họ cung cấp vũ khí và tiền bạc cho đồng minh của mình, để đánh nhau với đồng minh của phía bên kia, với mục đích đạt được những lợi ích chiến lược riêng. Ở Hy Lạp có thể được xem là nơi diễn ra cuộc chiến tranh ủy nhiệm đầu tiên. Đảng Cộng sản Hy Lạp được hỗ trợ bởi Liên Xô và Nam Tư, bắt đầu cuộc nội chiến chống lại chính phủ quốc gia Hy Lạp, được hỗ trợ bởi Anh Mỹ. Cuộc chiến kéo dài trong 3 năm thì Nam Tư mâu thuẫn với Liên Xô và dừng viện trợ cho phe Cộng sản. Kết quả là quân đội quốc gia Hy Lạp chiến thắng, sau đó đã gia nhập khối đồng minh phương Tây. Một diễn biến khác ở châu Á, Trung Quốc lúc này cũng đang xảy ra nội chiến giữa hai ý thức hệ, Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. Tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía Quốc dân đảng khi có trong tay gần 6 triệu quân, đông gấp 5 lần đối phương. Nhưng thật chất họ chỉ là sự kết hợp không thống nhất giữa các lãnh chúa quân phiệt và đại tư sản mà người cầm đầu là Tưởng Giới Thạch. Luôn có những cuộc thanh trừng và đấu đá ngầm trong nội bộ, cộng với việc quân đội đã quá mệt mỏi sau Thế chiến thứ hai, nền kinh tế thì đang siêu lạm phát bởi sự tham nhũng của các quan chức chính phủ. Do đó Quốc dân đảng đã bị đánh bại hoàn toàn và phải di tản đến Đài Loan. Thắng lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến cho hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á. Thừa thắng về mặt chính trị, Liên Xô tiến hành viện trợ cho phép Bắc Triều Tiên tiến quân toàn diện xuống miền Nam. Quân đội Triều Tiên tấn công dồn dập và đẩy quân đội Hàn Quốc gần như đến đường cùng.
Liên Hiệp Quốc hốt hoảng và nhanh chóng thành lập lực lượng khẩn cấp với quân đội đến từ 16 nước để can thiệp vào cuộc chiến. Quân đồng minh và Hàn Quốc đồng loạt phản công, dồn ép quân Triều Tiên đến sát biên giới phía Bắc. Điều này khiến Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa, nên bất ngờ nhảy vào tham chiến với lý do bảo vệ nền an ninh quốc gia. Hơn 1 triệu chí nguyện quân Trung Quốc tràn qua biên giới, phối hợp với quân Triều Tiên phản công như vũ bão bằng chiến thuật biển người, thành công đẩy lùi quân đội Hàn Quốc và phương Tây. Khi hai bên giằng co đến vĩ tuyến 38 thì bế tắc và bất phân thắng bại. Sau đó cuộc chiến kết thúc bằng hiệp định ngừng bắn vào năm 1953. Sau cuộc chiến ở Triều Tiên, mọi sự chú ý đổ dồn xuống Đông Dương. Khi Trung Quốc và Liên Xô viện trợ cho quân đội cách mạng Việt Minh trong cuộc chiến chống Pháp giành độc lập. Còn Hoa Kỳ cũng không chịu thua kém, khi tăng viện khủng để giúp Pháp giành lại quyền kiểm soát thuộc địa. Kết quả là quân Pháp bị đánh bại hoàn toàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đành phải từ bỏ thuộc địa của mình và rút quân khỏi Đông Dương. Hiệp định Geneva được ký kết, theo đó Việt Nam bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17, với miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản và miền Nam theo chủ nghĩa chống Cộng sản. Cả hai miền sẽ tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Năm 1956, lấy lý do Ai Cập tuyên bố quốc hữu hóa kênh đào Suez, liên quân ba nước Anh, Pháp và Iceland mở một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ai Cập. Họ đã khá thành công trong việc chiếm đóng kênh đào Suez, tuy nhiên Liên Xô đã đe dọa can thiệp bằng vũ khí hạt nhân để cứu nguy cho Ai Cập. Lo ngại chiến tranh leo thang thành một cuộc thế chiến mới, Hoa Kỳ đe dọa sẽ cấm vận Iceland và cắt nguồn cung dầu cho Anh nếu liên quân không chịu rút khỏi Ai Cập. Đây là điều quá bất ngờ cho Anh, Pháp và Iceland, bởi Hoa Kỳ vốn là đồng minh của họ nhưng lại đi đàm phán với kẻ thù. Quan hệ giữa Anh, Pháp, Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng, trong khi vị thế Liên Xô được tăng cường tại Trung Đông, như là một người bảo vệ cho các nước Ả Rập khỏi chủ nghĩa thực dân phương Tây. Vào năm 1957, cả thế giới đã sửng sốt khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên quỹ đạo trái đất. Để lấy lại thế thượng phong về khoa học kỹ thuật, Hoa Kỳ đưa ra các cuộc cải cách chương trình giáo dục, trong đó có việc thành lập NASA, và sau đó là thành công đưa người đầu tiên lên mặt trăng, khởi đầu cho một cuộc chạy đua công nghệ vào vũ trụ. Ở châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ thiết lập một hệ thống sân sau cho mình và đảm bảo rằng sẽ không có chỗ đứng cho chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, cách mạng ở Cuba thành công và chính phủ cộng sản được thành lập. CIA, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, đã bí mật tuyển mộ những người Cuba lưu vong có tư tưởng chống cộng sản và huấn luyện họ trở thành một đội quân để tiến hành cuộc xâm lược vào vịnh Con Lợn với nhiệm vụ lật đổ chính quyền cộng sản Cuba. Thêm vào đó, CIA cũng triển khai hàng loạt các nhiệm vụ bí mật để ám sát lãnh tụ Cuba là Fidel Castro. Tuy nhiên, Fidel đã may mắn sống sót trước 638 lần ám sát hụt từ CIA. Đồng thời chiến dịch xâm lược vịnh Con Lợn cũng thất bại thảm hại. Khi Liên Xô biết tin, lập tức gửi quân đội và tàu chiến đến Cuba, triển khai dàn tên lửa tầm trung để nhắm thẳng vào Hoa Kỳ. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi thủy quân hai bên sẵn sàng tuyên chiến với nhau. Cả thế giới nín thở chờ đợi và nhiều quốc gia chuẩn bị cho thế chiến thứ ba, hay đáng sợ hơn là tận thế hạt nhân. Nhưng thông qua đàm phán, Liên Xô đồng ý rút hết các tên lửa khỏi Cuba, đổi lại Hoa Kỳ phải hứa sẽ không xâm chiếm Cuba nữa, với phải rút hết tên lửa khỏi Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thời gian, mối quan hệ Liên Xô và Trung Quốc bị tan vỡ, dẫn đến các cuộc xung đột đẫm máu dọc theo biên giới hai nước. Bản thân Trung Quốc cũng đang nổi lên dần trở thành một siêu cường quốc mới, và được dự báo sẽ sớm trở thành một đối thủ cạnh tranh toàn diện với Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Mỹ Kennedy bị bắn nát đầu khi đang ngồi trên chiếc xe mui trần. Mặc dù đã bắt được hung thủ, nhưng nhiều giả thuyết lại cho rằng gã hung thủ không hành động một mình, mà do sự sắp đặt từ nhiều phía, có thể là Liên Xô, hoặc là Phó Tổng thống Mỹ, hoặc chính CIA. Vụ ám sát đến nay vẫn còn nhiều ẩn số và gây tranh cãi. Quay trở lại Việt Nam, chính phủ miền Nam không công nhận Hiệp ước Geneva và từ chối tổng tuyển cử để thống nhất hai miền, đồng thời thi hành các chính sách chống cộng cực đoan. Và kết quả là miền Bắc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, mở một cuộc tấn công tổng lực bằng các chiến dịch du kích với sự hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc. Lo sợ mối họa cộng sản sẽ lan tỏa khắp Đông Nam Á, Hoa Kỳ cùng với các nước đồng minh đã gửi hơn nửa triệu quân vào miền Nam để chống lại phe cộng sản. Cả hai bên đánh nhau nảy lửa trong nhiều năm liền và ngày càng khốc liệt hơn. Hoa Kỳ đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la vào cuộc chiến, và nó trở thành một trong những cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử. Ngay tại Hoa Kỳ, làn sóng phản đối chiến tranh của người dân tăng cao và dư luận ngày càng gay gắt. Nhận ra cuộc chiến diễn ra theo chiều hướng không như mong đợi, Hoa Kỳ đã quyết định rút quân vào năm 1973. Hai năm sau đó, phe Cộng sản chiến thắng, Việt Nam được thống nhất. Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, Liên Xô nắm lấy cơ hội và nỗ lực giành lấy sự ảnh hưởng chính trị lên châu Phi bằng việc tài trợ cho các tổ chức và phong trào cộng sản nơi đây.
Mặt khác, Liên Xô đổ quân vào Afghanistan để hỗ trợ chính phủ cộng sản chống lại phiến quân Mujahedin, một tổ chức Hồi giáo được tài trợ bởi phương Tây. Chính phủ Trung Quốc xem sự can thiệp của Liên Xô là hành động xâm lược, khiến biên giới phía Tây bị đe dọa nghiêm trọng. Vì thế, Trung Quốc đã gia nhập liên minh với Hoa Kỳ để cùng tài trợ cho các thế lực kháng chiến chống Liên Xô tại Afghanistan, trong đó có cả tổ chức khủng bố Al-Qaeda của Osama Bin Laden, được chính CIA đào tạo. Lúc này ở châu Âu, Pháp đã rời khỏi NATO vì mâu thuẫn với Hoa Kỳ. Còn Liên Xô thì nâng cấp hệ thống tên lửa và đặt nó ngắm thẳng vào Tây Âu, khiến Hoa Kỳ phải lắp đặt thêm tên lửa để đáp trả, tạo nên một cuộc chạy đua tên lửa ở châu Âu. Chiến tranh lạnh giờ đây đều khiến cho hai siêu cường lưỡng bại câu thương. Lúc này có một sự kiện chấn động ở Trung Mỹ, một cựu điệp viên được tuyển dụng bởi CIA để chống lại chủ nghĩa cộng sản tại Panama, nay đã trở thành nhà độc tài có tư tưởng chống Hoa Kỳ. Ông đã biến Panama thành trung tâm rửa tiền và vận chuyển các loại ma túy sang Mỹ và châu Âu. Lấy lý do bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền, Hoa Kỳ đã mở một cuộc xâm lược lớn vào Panama với 27.000 quân, nhấn chìm cả thành phố vào trong biển lửa. Kết quả là Manuel bị lật đổ và bị dẫn độ về Mỹ, lãnh án 30 năm tù giam, và điều quan trọng là Hoa Kỳ đã giành lại được quyền kiểm soát kênh đảo Panama. Cuộc xâm lược bị lên án gay gắt trên trường quốc tế và cả Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên mọi sự phản đối đều vô tác dụng, khi Liên Xô lúc này đang trong tình trạng hấp hối. Vì quá bạo chi cho các ngân sách quân sự, Liên Xô bắt đầu hết tiền, vì thế đã ra quyết định ngừng tài trợ cho các phong trào cộng sản ở châu Phi, và rút hết quân đội khỏi Afghanistan. Chiến tranh Afghanistan cũng được ví như một chiến tranh Việt Nam riêng của Liên Xô, nó đã tiêu tốn hàng ngàn sinh mạng và hàng trăm triệu đô la, làm suy yếu đáng kể sức mạnh quân sự và nền kinh tế của Liên Xô. Tới năm 1990, hệ thống liên minh của Liên Xô đã ở trên bờ vực sụp đổ, khi các lãnh đạo cộng sản trong khối Warsaw dần mất đi quyền lực, các cuộc cải cách và bầu cử lan rộng khắp Đông Âu. Bức tường Berlin được phá bỏ và nước Đức được tái thống nhất. Còn Liên Xô đã cố gắng cải tổ và mở cửa kinh tế nhưng đều thất bại. Một năm sau, Liên Xô tan rã và được tách thành 15 nước Cộng hòa độc lập, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh lạnh và trật tự lưỡng cực.